Ấy. Em ơi. Anh mới đi theo em đi rồi đi mất rồi ơi. Rồi đây. Em lên đó mà đi đây. Em về rồi. Thằng kia thằng đội thuyền thì được. Em ngồi tối được. Thằng về thôi. Đi cho mô, gặp mới chi mà mẹ đâu, mới cục cút. Không, mới treo đến nó chịu vừa một việc mà đi cha đi. Mẹ đợi ông được, ý chạy hơn. Ông mới là thằng dần chứ. Trời ơi, trời vợ chồng đi à, chín thì đẻ nhưng đi thẳng đường thì lẽ bị lật nên là chỉ chưa tin chưa ra mọi người chỉ ba đê với được nói về nè mọi người ai có số cứu hộ gửi cho ai đi với nhá. Đoạn đi là ngay cầu vượt đường sắt á, ngay cầu vào đường sắt đoạn kia là 7/3 còn. Mọi người có số gửi số cho AD chứ AD vậy nhá. Đoàn câu vượt đang sạc ký rồi phải thăm ba chả bóng láng bằng ấy. Mọi người có số gửi cho AD vậy nhá. Chứ chỉ đi phải 10-15 phút rồi nhưng họ tìm chưa ra được. Bơi ra nhưng nước mạnh quá chứ mấy người bơi cũng được. Làng phương họp em ấy. Có bóc nó bóc 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 đó. Hai. Bóc cái thằng bên này tôi. Thằng này nó. Đây anh. Vừa đang lên nước. Vừa đang là đứng lên đây. Mọi người ai có số điện thoại gọi giúp AD vậy nhá. Chưa chi những biệt tối ở góc mố này chưa đấy rất đây rất là rộng với xu anh gọi cho em với anh Hoàng ơi ở xã không ăn cái câu ông ba anh ấy gọi ngồi hiền cho em với chứ rộng miếng được tim nắng vô vàng luôn biệt hai mẹ con dưới chi nó hai mẹ con đi đè và đi thuyền và thuyền mà chỉ ruộng và mà chỉ rớt bộ xuống mà chưa nước xuống quậy mà họ ra bới vô tím được nước mạnh quậy vô chưa trong cái đạn khọt lọt chẳng biết nó vô tấm nó không biết răng luôn. Mọi người gọi cho ba đê nhé ở xã Phong An ký đội 3 đoạn cầu vượt đường sắt ở ngay làng Bia Lê ơi. Bạn ơi bạn ngồi cho ba đê với nhá chứ ở đê cũng gọi được bạn ạ. Mẹ bà ngồi chứ ba đê nhá mày ở đê con mày phân trăm thôi. Dạ em ở làng á. Hả? Em ở làng á. Làng đi hả? Dạ dạ. Dạ. Không em đang. Hả? Không em đang như mấy người tới tìm ấy là mấy người quen đây á. Vừa
anh chị, vừa anh tay anh đánh ơi, vừa anh tay làm bên đó. Đoàn kia đó bẻ thăm ba cái cầu vừa cái này, ngay đập ru hỏi. Vừa trên vừa đi đẻ vừa. Chưa không biết người ở phương đời không? Xã Phong A, km 3 đoạn cầu vượt đường sắt anh ơi. Chưa có công cụ tìm kiếm, có thuyền, có bé chế tìm mọi người bơi tìm được rất là mạnh bơi được. Xã Phong A anh ơi. Với anh tay thôi ấy, với anh tay lăng bên á. Chứ đáng đời cứu hồ. Chị nữa lăng tao bị tay. Mọi người ai bực bới thì ở gần đây có thể tới đây hỗ trợ giúp em rồi nhé. Chị này là ở làng Phương Hóp, xã Phong Lán, huyện Phong Điền. Ôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thôn Phương Hòn, xã Phong An, huyện Phong Điền bạn ơi. Bita chạy về ngay đường làng đó Bita ơi, ngay chỗ cầu vượt á, đang ở đây nhanh lên hỗ trợ bạn với. Mọi người ở gần đây có thể chạy tới đây hỗ trợ AD mình nhá, ngay cầu vượt đường sắt mọi người ơi. Dạ hy vọng là mày sẽ có cano đó vô tìm anh nợ dây. Chứ không biết giờ biển được nó chì đặc ở môn. Nha mọi người ở gần đây mà ai biết bơi thì hỗ trợ ai đi vậy nhá. Chị là chị đi đẻ và thuyền lập trường hai mẹ con một tim đó. Chứ không biết nhiều biển luôn. Thuyền chật chị đúng. Thế? Để chị là chị đúng. Mọi người ơi, đây là... Dạ? Chị thuyền à? Dạ, chị ghé. Mọi người đoàn này kia nó bẻ thăm ba cái đoàn cầu vượt nghe, mọi người tới đến cầu vượt á, cầu vượt đường sắt. Mọi người giúp ba đê với. Chủ chiếc đang ngồi quẳng. Mà trong muốn trong đỏ. Dạ. Ủa? Dạ. Được cái tí thôi. Đoàn kia nó mẹ trong ba ngay cầu vượt đường sắt mọi người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở xã Phong An ngay km 73 đoạn đường sắt bạn ơi, đoạn km 73 thôn Phương Hợp bạn ơi, ngay quốc lộ 1A đi xuống luôn. Mọi người ở gần đấy ai biết bơi hoặc có thể hỗ trợ để hỗ trợ giúp AD nhé, chứ AD đang kêu gọi. Đi thuyền mà đang nước đi mình lật được đấy. Bữa đấy hai người ngồi trên thuyền. Mà hai người đấy, hai người treo đấy. Mười với hai mẹ con đó. Hai mẹ con với mười. Mười con mười chín đó. Tìm được thuyền với thùng ghe dưới bờ. Em để em lên lưới. Em biết em đang hướng quảng mà nghe nói ngay đoàn nó vẫn lật vơ. Lật thiên. Mà lại em được lật mới thấy ngồi người gọi đó em chạy ra bất thấy như đi nữa. Em hướng quảng em biết không? Em biết đang hướng quảng mới chạy ra. Cô tôi còn có cái vị giáo ấy, tự được. Hiện tại đã có lực lượng tới kia để mà hỗ trợ. Điểm anh ơi, ngay tập của họ ấy. Đang cái đá chạy xuống đi.